suông ống rộng, kèm cho các chị mình cái phong áo đỏ rất là xinh này. Bên em tặng kèm cho các chị mình cái dây buộc em lên đây nữa, thì mình có thể buộc hoặc là mình tháo rồi lại ra giùm em cũng được nha. Rồi, đằng sau cũng như đằng trước giúp em có chị có giống nhau cả. Và mẫu này em chỉ nhận đơn 7 set trên live ngày hôm nay với mức giá là 49.000. Chị nào mình nhanh tay thì có đơn hàng, mà chậm tay sẽ không có đơn giùm em nha. Ai mới vừa vào livestream thì mình nghe tư vấn lại nè, để mình có thể được chốt cũng như lên đơn hàng cùng với em các chị nha. Rồi, em chào các chị. Chị nào mới vừa vào live thì mình nhớ cho em mẫu này sẽ là A183 nha. Em chào chị Nguyễn Đặng Tường Vi nè, xin chào các chị. 49.000 này thì các chị ơi, em nghĩ là nó cũng không có quá cao đâu. Do là bên em xả kho nên mới có giá này. Còn bình thường mọi người mua không bao giờ có giá này giùm em ha. Và 49.000 các chị sẽ được cái gì nè? Được luôn cái phong quần em đang mang và cả phong áo luôn. Hai món đồ với mức giá là 49.000. Và em chỉ nhận đơn đúng 7 suất trên live ngày hôm nay. Chị nào mà mình cho em trước mã là A183 và số điện thoại của các chị á, thì bên em chốt và giữ đơn hàng với 49.000. Còn chị nào comment sau thì mình vui lòng là mình chọn những cái mẫu sau cùng với shop các chị nha. Đây, em cho mọi người xem form dán này một lần nữa để mình chốt nha. Mã sản phẩm là A183 và giá là 79.000 thôi nha. Ai nhanh tay mình có đơn hàng, chậm tay sẽ không có đơn nè. Ok, chị Ngọc Thủy A183 chị. 49.000 cho cả set đồ này. Thì mình có thể tách set giùm em và tách áo và quần ra giùm em luôn. Cái này là phong quần chứ không phải váy các chị nha. Phong quần sọc các chị, phong kiểu là phong suông á, nên là rất là dễ mang cho em luôn. Ok, chị Giang Ngân nè. Mấy chị ơi, mình đặt hàng nhớ là để cho em cái mã luôn nha mấy chị nha. Tại vì A183 này á, kiểu là chị nào mình nhanh tay có đơn và chậm tay có đơn nè. Chị Phan Hằng hình như là mình có số điện thoại đúng không chị? 49.000 thôi. Đừng quên là do em chốt xe 49.000 á, nên chị nào mình lấy thì chủ động mình chia sẻ like giùm em một lần để trai cá nhân luôn mấy chị nha. Rồi, A183 49.000, còn ai chưa có số điện thoại nữa, mấy chị chốt ngay vào liền cho em đi. Đây, em cho mấy chị coi lại nha. Em nhắc luôn là 49.000 này thì chị nào mình có chia sẻ live stream giùm em á, thì bên em ưu tiên chốt. Còn chị nào mà mình không có chia sẻ like, bên em ưu tiên hơn nha. Và tại vì 49.000 thì các chị ơi mình nhớ là chọn thêm một sản phẩm nữa đi. Từ hai sản phẩm trở lên giùm em ha, lỡ mua hàng rẻ đẹp rồi thì mua từ hai sản phẩm trở lên bên em đi đơn nha các chị nha. Đây cho mọi người xem nè, phong áo thì nói chung là cả áo cả quần luôn, dưới 55 cân của lại là các chị mang vừa cho em nha. Và giá thì rất là hời, 49.000 cho em. Rồi cho mọi người xem mẫu này một lần nữa để qua mẫu nhanh để mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn nha. Mẫu này không nhất thiết là mình phải kèm cái thịt eo đây, có chị có thể mình tháo ra rồi em cũng được luôn. Nói chung là mẫu này mang như nào cũng đẹp ha. Rồi, ok chị nè, 49k, mã là A183 cho em nha. Bây giờ chuẩn bị hai mẫu tiếp theo. Đây là cái mẫu này em chỉ nhận đơn cho mấy chị tầm là 7 suất thôi nha. Chị Nguyễn Tâm ơi, mình bổ sung số điện thoại cho em nha. Em chị chia sẻ rồi mà. Ok chị Ngọc Thủy, dạ em thấy rồi chị ơi. Do là ngày hôm nay á, mẫu này em sale có 49.000 à. Bình thường nha, nếu có chị mình mua 49.000 chỉ được một cái áo thôi. Nhưng mà do là ngày hôm nay cả set luôn thì bên em sale với giá rẻ để là tương tác với mấy chị một xíu, nghĩa là mấy chị phải chia sẻ like giùm em. Em ở đây không bắt buộc là mấy chị phải chia sẻ thật là nhiều, chỉ cần chia sẻ giùm em về trang cá nhân một lần hay là hội nhóm thì thôi, để các chị có thể là tương tác tốt với em trong những lần livestream để mình có thể là sao được những cái mẫu sản phẩm hàng sale giá rẻ nhưng mà phải đẹp các chị nha. Rồi, em xin phép qua mẫu tiếp theo nè. Chị nào còn trên livestream thì mình cùng ở lại, mình sang mẫu tiếp theo cùng với em. Và giá cũng rất là mềm nên là ai còn trên live mình nhớ là đừng rời khỏi live nha. Các chị rời khỏi livestream tiếp các chị có gì nha. Rồi để em xin thay mẫu nè. Rồi ok, em thay mẫu tiếp theo rồi nè mấy chị ơi. Chị là còn trên live mình cũng có lại sang cái mẫu đầm này với em này các chị. Do là những cái mẫu bên em sale xả kho giá rẻ nên là mỗi mẫu em chỉ có tầm là vài chiếc thôi, nên là em sẽ qua mẫu nhanh. Vậy nên là chị nào mà mình thích thì nhớ chị đúng mã xuống lại liền cho mấy chị nha. Rồi em chào chị Trường Vi nè, xin chào các chị. Chị nào mình đặt hàng thì nhớ là mình chia sẻ like giùm em một lần về trang cá nhân hoặc là một lần vào hội nhóm nha mấy chị nha.